Công chúa thức dậy rồi nè. Công chúa thức dậy là công chúa uống một bình sữa liền đó. Good morning con gái. Chào ngày mới. Từ giường ngủ của Talia đó nhìn ra là một không gian cây xanh rất là mát mẻ và cho con có thể gần gũi với lại thiên nhiên hơn. Có điều là ba hơi khó một chút nhé, là phòng của con, bàn học và chơi của con chỉ được nằm trong phòng của con thôi, chứ con không có được đem đồ chơi ra khỏi phòng của con, vì muốn tập cho con là tính ngăn nắp và con phải biết là cái vị trí nào, cái địa điểm nào trong nhà là thuộc về con, thì con muốn bày, con muốn chơi, con muốn làm gì cũng được. Nè, và đồ chơi của con là vỏn vẹn chỉ có một bộ Lego xếp hình và sách đọc thôi ạ. Ngoài ra là con chả có đồ chơi gì nhiều hết. Ba nói là muốn đi chơi thì ra ngoài chơi, muốn vận động đi bơi lội, đi chạy bộ, đi chơi, đi ra ngoài thì ba chở đi chơi, nhưng mà ở trong nhà đó là ba bắt em chỉ chơi Lego nè, rồi đọc sách nè, và sau đó để gọn lại trong phòng của em thế này thôi đó em đó. Và đây là tủ quần áo của em, bừng quần áo của em toàn là do các cô các chú các bác tặng không đó, trong những cái dịp và quan trọng là các cô các chú các bác tặng cho em đấy. Đây là quần áo của em đó, giày dép của em và giỏ sách của em đấy đó. Em có một cái ngăn tủ rất là dễ thương, và tất cả gấu bông, thú nhồi bông của em đều phải xếp gọn vào trong ngăn tủ quần áo hết, chứ không được bày ra đầy nhà. Có phải tội nghiệp em lắm không ạ? À? Có phải quá khắt khe với em không ạ? À? Đây là hình mẹ của em lúc mang bầu em đây. Đấy, em đánh răng đó. Em đánh răng đó các bác ơi. Phun ra đi con. Phun. Phun. Đúng rồi. Chà chà răng, nhe răng ra. Nhìn nhe răng ra, chà chà chà. Chà chà. Chà chà. Đây là bữa ăn sáng của Talia nè. Talia ăn cái gì đó con? Wow, ngon quá ha. Yummy yummy. Đây là hai món khoái khẩu của em vào buổi sáng đó. Sáng là ba cho em ăn trái cây và trứng luộc và uống một ly sữa almond. Rồi bây giờ em đi tắm nắng. Em ăn sáng xong rồi em đi tắm nắng đó. Bây giờ là tới giờ tắm nắng của em rồi. À bye hả? Ok, bye. Chúc con đi chơi vui vẻ. Up and down, the wheels on the bus go round and round all through the town. B, C, D, E, F, G. Con đoán này B, C, D. A, B, C, D, E, F, G. Đánh đi con, đánh nào, nhanh lên. Bây giờ tới giờ cho con ra đường, đi dạo phố, đi chơi, đi ăn ở ngoài để cho con được vận động. Đấy, con thích lắm, con thích được đi ra ngoài đường, tại vì nếu để con ở nhà con cứ chơi đồ chơi hoài hay là con ôm cái điện thoại hoài thì cũng không tốt, thành ra là nên cho con đi ra ngoài. Sau khi đi chơi mệt xong rồi em đã buồn ngủ rồi và em đã ngủ gục trên xe rồi. Giới thiệu với lại các mẹ là đây là một cái bàn học để cho em, là để có một cái chỗ để cho em đựng khẩu trang và kẹp tóc nè, rồi một cái bàn để cho em vẽ, em viết nè, đấy, em có thể viết và vẽ thẳng lên trên cái phần trắng trắng đó luôn, rồi bình chùi sạch, chỗ này thì để cho em đựng sách hoặc là iPad, đựng nước uống.
chặn lại bởi cái con vịt dễ thương này. Đấy. Vào khoảng 4-5 giờ chiều mỗi ngày đó thì Thảo thường đưa Talia ra hồ bơi, từ nhà ra hồ bơi chắc khoảng chừng vài bước chân thôi, hồ bơi của community. Và Talia thì mê, rất là mê bơi. Go away. Tại chen. Uống một ly nước dừa á chà. Bây giờ là tới giờ bơi xong lên là Talia ăn đậu que ngon không con? Ngon không? Ngon. Hả? Ngon à? Ngon. Dạ. Dạ ngon mẹ dạ. Ơi. Dạ. Dạ ngon. Này chữ gì đây? Why for zebra? Why for yellow? Đúng rồi. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Hát đi con. Con đọc đi. A B C D A B C D E F G Này người làm vườn của mẹ đấy. Đã biết giúp mẹ tưới cây rồi đó. Đấy.